Rồi, hello, xin chào mấy bạn nha. Chào mấy bạn, chào mừng mấy bạn đến với kênh Thảo Trần bỏ phố về quê nha. Hôm qua mình không có vô trong vườn một ngày, lý do là mình ngựa bạn đi làm tóc. Đây, tóc nó quấn quấn hoài, cái nó cứ rối hoài mệt quá. Thôi bữa nay mình duỗi với bạn, duỗi thẳng rồi. Nhưng mà người ta dặn mình bữa hai bữa thì đừng có cột, thành ra giờ cũng chưa dám cột, cũng xả xả với bạn. Đó, thôi kệ ha. Rồi, vậy giờ mình vô vườn coi này, coi kiểm được có gì để thu không nha bạn. Mới vô vườn mệt quá. Rồi giờ mình đi vô vườn mình kiếm nha. Rồi, bây giờ mình ra sau cái vàng mướp này nha bạn. Trời, nay trái lòng thòng trái con cũng nhiều lắm mấy bạn ơi. Ngoài nhà mình á, một dây thôi mà nó cũng ra 5-7 trái ngoài á. Rồi thành ra giờ rồi đâu mình vô mình coi dây mướp này coi. Trời, có trái bự bên kia kìa. Đó, thôi để đi vòng bên kia hái. Đây, trời, đi ngang qua thấy cái trái mướp này bự rồi nè bạn. Mới có bữa đó quay quay cho bạn coi nhỏ xíu nay bự chảng rồi nè. Đó, đâu rồi, có ké thêm được cái đậu gồng nữa bạn, cỡ này rồi hái luôn đó, cứ thấy gì là mình hái đó nha bạn. Cái trái này nè nó lớn, cái nó lớn ác, trái này sao mình lớn không nổi rồi nữa bạn. Đó, thôi mình hái trái này đi ha. Rồi để đây rồi đi vòng qua bên kia bạn ơi, bỏ nó đi chứ sắp theo mệt. Vòng qua đây coi hái cái trái mướp bự hồi nãy mình thấy bên đây nè. Chà, ồ, nó nằm ở đó kìa bạn. Rồi vậy mình phải bước qua bên đây mới được. Ây da, bước chà hẳn qua cái mương. Đây, ồ, đây được mấy trái đậu gồng cũng đủ lứa nè bạn, sẵn là thấy hái luôn bạn ơi. Đấy, ui chùa, chùa 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 chùa, bự quá ha. Ngon lành cành đào. Ồ, đây cũng còn mấy trái đậu gồng nữa nè bạn ơi. Nè, nó chưa nhiều hả bạn ha. Mà tới hồi nó nhiều chắc ăn mệt đó. Mà giờ chưa nhiều. Ồ, cái trái này nó còn nhỏ nhưng mà sẵn hái luôn. Ồ, bên kia. Đấy, bên đây trước đi. Thấy trái nào qua trái đó. Đây. Dạ, cũng được ít trái ha. Kệ, được mấy trái được. Đây, đậu gọng nó chưa có nhiều bạn ơi. Ồ, thấy mướp con ra quá trời luôn rồi bạn. Đây trái mướp nữa nè, nhưng mà trái này còn nhỏ bạn ơi. Để bữa với hai nữa đi ha. Cho con nè. Đó, mấy bạn thấy không? Nè. Quá chừng chừng luôn kìa, thấy chưa? Mê kìa ha. Cái này mướp và ăn tha hồ luôn. Rồi. Vậy là bữa nay mình sương sương rồi, hết thấy rồi. Vậy được hai trái mướp non nữa bạn. Với được mấy trái đậu gồng. Đó. Rồi giờ mình đi kiểm rồi còn gì để hái nữa không nhé bạn. Ngang qua thấy cái gương sen này được nè bạn. Tranh thủ thấy gì hái đó bạn ơi. À, đây. Ui da. Quên nữa. Quay cho bạn coi vàng bầu nè. Đó, bầu con nha. Đâu coi nè. Đó. Bây giờ là nó nhiều dữ rồi bạn ơi. Đây nè, bạn coi bầu con nè. Đó, bây giờ nó chúc cái đầu xuống quá trời luôn nè bạn thấy không? Đó. Đây nè, trời đất ơi, bây giờ nó đậu mà bông cái dữ lắm rồi các bạn thấy không. À, bông cái nè, nhóc luôn nè, thấy chưa nè. Đó, chuyến này là tha hồ rồi, tha hồ ăn rồi bạn ơi. Đó, quá chừng chừng luôn thấy không. Thôi giờ lắc gắt mưa rơi rồi cả. Quên, nó đi ngang cây thụ lùn sao thấy nó rụng nhiều quá bạn. Kiếm được có trái chín không, hái về cho mẹ mình ăn bạn. Giờ hái trước đi ha, rồi lụm sau. Ồ, tranh thủ bạn ơi, tự nhiên mới vô tới cái giờ ổng nó lắc gắt mưa rơi nữa. Vậy chứ thụ lù cũng bị sâu nha các bạn, hái vậy đó chứ có trái trồng ăn không được nha, tại vì sâu nó ăn rồi đó. Đang hái mưa rồi bạn, nghe mưa không bạn? Trời ơi, mới vô tới chưa gì hết. Ngoài này chắc vô mùa ổng rồi hay sao bạn ơi, thành ra tranh thủ làm việc lúc nào được làm việc chứ để mưa. Ồ, quá chừng luôn. Chà, bữa nay thù lù nhiều các bạn. Để ổng mới lắc gắt rồi mình tranh thủ mình hái cho rồi. Cái trời, nó rụng dưới đất kìa.
có trái non, trái già gì tùm lum hết, có trái sâu nữa bạn. Này trái, như trái này mình thấy cảm giác như nó bị sâu bên trong rồi nè, không được rồi. Mấy con sâu này nó cũng mê này, dưới ta chắc bộ ngọt lắm nè. Trái nào được được là hay hết. Rồi chưa? Rồi bạn ơi, giờ mình đi lụm đi, tranh thủ ghiết ghiết vô bạn ơi, mưa rồi. Đó. Rồi vô 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 bạn ơi, vô, mưa rồi, mưa rồi. Mới đi lại cái cây ổi nữ hoàng nè bạn. Cái cây ổi này đọc cái chỗ lúc nào trên cây nó cũng có bông rồi trái trơn nha bạn, không khi nào mà không có trơn á. Cái mình kiểm mình thấy có con trái nè bạn. Đó, con trái hái được rồi nè. Đây. Chà, ngon quá ta. Rồi chắc mình hái nó đi bạn ơi nha, nè. Ha. Trời. Trời ơi, nhìn cái da nó đã quá mấy bạn ha. Thấy tự nhiên cái khắc nước luôn bạn. Để mình chùi chùi đi. Chùi đi bạn ơi. Mồ hôi mồ kê. Đây, không bớt mưa các mình đi kiếm này, mình thấy trời ngon quá nè bạn ha. Ăn thử cái nha. Nói chung ổi này nó cũng không có dơ đâu bạn, tại nó còn nhỏ là mình đã cho nó vô trong bịch này nè bạn thấy không? Đó, rồi mở bịch ra ăn thôi đó. Rồi tại dơ nó vậy chứ sạch thì phải rửa một chút. Thôi kệ cạp các bạn, thấy nó ngon quá là thèm quá, đang khát nước nữa. Miệng cái gì trời. Nó ngọt lắm bạn ơi. Nó ngon, ngọt, nó giòn. Nó còn chắc cỡ cái vỏ có khoảng 2% mà chát thôi bạn, còn 98% nữa nó đã ngọt rồi bạn, ngon. Không có gì mà ngon bằng mới hái trên cây xuống, chắc ăn liền hết trơn hết bạn ha. Ngồi giữa khu vườn ra. Nắng nóng, ngồi dưới bóng cây mít. Đó, cái bên gốc ổi ha, ăn trà ổi. Ngọt, ngon. Sau lưng mình là cây kỷ tử nè bạn. Cây kỷ tử bữa mình thấy có bông mà sao thấy đậu rồi. Mình trồng trong thùng, 4 thùng á. Để coi nó làm sao. Các bạn thấy không? Chưa thấy cái hộp á. Cái loại là có hộp nhưng mà rất là nhỏ, rất ít. Nó không, nó không phải mấy loại kia. Ngon. Cắn cây nó đã dễ sợ rồi, đang khát nước bạn. Nó không được hết. Tới cái bao giờ chưa thấy hộp đâu, không cần hết. Thôi kiếm được còn quay không bạn. Đây là cái cây mướp ở nhà mình, ở ngoài nhà mình nha mấy bạn. Mình cập nhật cho bạn xem bữa nay nó làm sao nha. Đây, đây được một trái nè ha. Đây là cái hoa cái nè. Đó, rồi đây. Rồi đó cô mấy bạn ơi. Đây một trái nè, hai trái nè, ba trái nè. Hồi nãy đằng kia trái nó bốn trái ha, đây đây nữa. Đây. Đó, năm trái luôn mấy bạn, quá chừng luôn. Năm trái là năm trái mình nói đậu rồi, không biết nó có leo lên trên nóc nhà nó nằm trên đó không thì mình không thấy nha bạn. Để chắc bữa nào bắt thang coi quá. Đó, đây một trái ha. Đây ba trái nè. Đó là bốn trái ha. Đó, một trái ngay cái thân dừa, cây dừa nữa. Đó, năm trái với một cái hoa cái, hai cái hoa cái chuẩn bị nở nữa, không biết đậu không. Ghê chưa? Ôi, ngay chỗ này là hai cái nhánh nè, vừa hở mình hái hai trái. Nè bạn, đó, hai cái nhánh nó còn đó. Đó, đây là hai nhánh là hai trái đó ha. Rồi bây giờ đây nè, ghê chưa? Rồi hoa cái nè, một cái bên nữa đó, đó đây thường ha, đằng kia nữa. Rồi tới giờ nó có trái rồi, đúng là đầu hết năm trái này nữa là được 7 trái đó bạn, có lý quá. Còn đây là cái hàng dâu tây của mình nha. Rồi, cũng tươi tốt quá nè, không biết chừng nào có trái đây nè. Giờ đang lấy ngó nó nè bạn. Lấy ngó nó nè. Này là mình có thể cắt trồng được rồi đó, nhưng mà mình chưa rảnh, để chừng nào mình rảnh để mình trồng đó.
Bây giờ đi tới cái cây chanh dây mấy bạn ơi. Nãy mình đi ngang qua mình thấy hình như là có trái, trái nó cũng rớt cái nước nó bị hư các bạn. Thành ra giờ ra đây đi, mình thấy có trái nào chín thì mình hái trái đó nha. Đây. Chứ để nó rụng xuống nước cái mình không có để ý á. Đây. Đó. Cái nó hư uổng đó mấy bạn. Đó. Và nó xấu xấu rồi tại nó bị gùi vàng chích các bạn, nhưng mà không có sao các bạn. Ngoài vỏ không mà. Ở bên trong nó còn ok lắm ha. Đây nè. Đó, rụng đi đừng rụng nha. Đây. Bên đây các bạn ơi. Bên đây không xuống. Đây. Đó. Mình nhìn ở dưới cho nó dễ, dưới ngước lên nhìn nó dễ hơn bạn. Ồ, có trái này được. Mấy trái này xấu xí hái luôn đi. Ê. Trời ơi, nó đụng rớt nó lùm lạ. Sao đường ít ha. Đi vòng bên kia bạn ơi. Đây đi vòng qua tới đây thấy con trái rụng dưới đất nữa bạn. Nè. Con trái này nó rụng mà hư rồi đó bạn. Ra mình tranh thủ mình đi kiếm cái còn trái nào không mình hái chứ để không hái nó hư hết uổng bạn. Ồ, đây nè, ở đây nè, đây có trái này chuyển màu. Nhỏ nhỏ hái luôn. Đây. Được là giờ hái hết rồi, để mình tìm cái còn không nha mấy bạn. Bây giờ còn mà không biết sao chung vô này nè. Ấy da má ơi, cái vàng nó sập như cái rắc luôn. Đó, ở trên đây nữa kìa. Sao chồng quá hái rồi không biết nào. Chồm vô, chồm phải chồm mới được. Ôi chà, ở trên đó nữa kìa bạn. Đó, đây nữa. Rồi, để bỏ hai trái này xuống cái. Đẩy đất đi. Kéo kéo mới được. Nằm trên cây cao vậy mình phải kéo nó xuống. Bây giờ, video nó hơi lắc chút nha bạn. Tại vừa hái vừa kéo. Trời. Một trái kế bên nữa đó bạn. Con tài hay hái mà người ta kéo nó cực. Đây nữa. Hãy lấy cái trái này. Chồm chồm cả mũi thì cũng hái được với nó. Đây. Cũng được như đây rồi, để vòng bên kia coi còn không bạn ơi. Đi qua tới đây thấy con trái nè bạn. Đó. Đấy. Trái này nó nhỏ chút rồi tự đụng cái nó cũng luôn rồi. Lát bẻ rồi nhỏ chút của nó có gì trong đây không bạn. Hình như trên đây có cái nhỏ nữa nè. Này mình không có phân thuốc gì nó hết trơn bạn, mình cho nó đậu được nhiêu đậu. Có trái hưởng vậy đó. Cũng còn ít trái nè bạn, cái này chưa chín. Đợi bạn chắc có nhiêu đầy thôi quá. Rồi, hết thấy rồi. Rồi, bò ra bạn ơi. Trời, được nhiêu đây trên dây nè bạn. Cái trái nhỏ quá, không biết có gì trong đâu, bên trong không. Bẻ thử, cắn thử. Trời ơi, cái trái này bên trong không có gì trơn trời. Trái này chắc là trên dây tím nè bạn. Nó còn non. Rồi, tôi thử cái trái nhỏ này coi có không nha.
chưa thấy gì hết. Ừ, có. Ừ. Trời, vàng thật luôn. Ừ. Trời ơi, nó chua chua ngọt, nó ngon quá bạn. Rồi mình tưởng là ăn chua không được. À nè bạn, mùi vàng nó chích là tới ngoài nè, còn bên trong nó không có bị nè bạn, thấy không? Bên trong hoàn toàn là không bị nè. Đó, nó chỉ bị cái ngoài chút xíu vậy thôi á. Trời ơi, mình sao nó ngọt chứ ta, ngon hả? Chua chua ngọt. Mình tưởng là ăn phải có đường mới được, nó chua, ai nghe cũng ngon. Trời ơi, nó chín, nó chua chua ngọt ngon bạn. Cái nước là gì cũng ngon trời. Bạn ơi, vậy là hôm nay mình thu chỉ được có nhiêu đây thôi bạn. Nè, ít chanh dây ha. Cốc này là lụm nha mấy bạn. Chú cũng quăng qua cho mình nữa đó. Rồi hai trái mướp nè, được cái gương sen non nữa là bạn, non ghê luôn. Trời, tay mới chung vô cây đó, dính cây dơ quá. À, được ít đậu bắp. Ý, nó bậy, đậu gồng, hai trái mướp, ít thù lù nữa bạn. Đó, được ít thù lù ha. Rồi, đây được có nhiêu đó rồi bạn ơi. Rồi mình cảm ơn mấy bạn đã xem video nha. Nếu mà thương tặng cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh, mình cảm ơn mấy bạn rất là nhiều nha. Chúc mấy bạn một ngày an lành, hạnh phúc và vui vẻ ạ. Dạ.